Không bao giờ có chuyện lòn không phải.
đỏ. Ê, lấy bia, lấy bia, lấy bia, lấy bia rồi mày. Cái đống mẹ kéo mà vô, cái đống vô thằng cái kéo liền à. Ê, cái đặt lịch sách nè, cái đặt lịch sách nè. Cái lịch sách nè. Lý con đi nào. Cậu mấy ơi, lý con đi nào. À, hai bên dâu. Hai bên dâu. Bây giờ chúng biết ăn cảnh đỏ. Cậu mấy một tiếng ví dụ mấy. Thêm bốn. Còn á. Ui trời, em không, 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 anh không biết một cái đường em muốn đâu. Đầu của cô bé. Đầu của cô bé. Hết được, hết được. Thiên thờ địa lão. Thiên thờ địa lão nhân hòa thì may. Đúng rồi. Chào, chào, chào. Đi túi à. Đâu ấy rồi này. Hiểu không? Mà đi quấn chi cái quấn chi rồi không tay đấy về muốn chạy mấy cái đường quấn anh nói nhưng mà cứ cho đường mới cứ để làm đâu đó để làm đâu không à chúng ta cũng chưa nghĩ ở hướng thôi mà anh nói em được quấn đó đi về tấn đi về tấn bộ mà quấn anh đó ngồi nha ngồi sao nha. À, uống đi, uống đi. Đúng. Đồ hủ thì đã cười là đúng không? Đúng rồi. Cười là đúng rồi, nhớ mà quýt trong nghề cho bị nét lắm. Đúng rồi. Khó khăn lắm, chứ sao. Chắc là chết em nha, không tin nữa đi. Chắc là chết.
không đó là bữa thao túng tâm lý che bây giờ đây là đủ bây giờ vậy là chết bây giờ là chặt là chết này đi bây giờ là đây em muốn một bàn đỏ luôn không bây giờ em thích giờ em thích giờ em thích quýnh những cái nào mà có một cái đỏ à đó e xào lâu đánh cho trúng đánh cho đủ trúng không e đánh trúng đánh trúng mấy thằng xào lâu sắm dây e cho đánh trúng ok 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 bây giờ là xong cái cuộc này rồi á là giờ mình sẽ phỏng vấn từng thành viên nha anh em. Chưa có quay rồi phỏng vấn. Giờ là trước khi mà hết mấy cái ly này á là mình phải phỏng vấn cái đội thua trước nha. Đó. Ấy là cái đội thua là mình phát biểu nha. Phát biểu cảm nghĩ rồi cái đội thua. Mẹ vợ nó cho con 100 rưỡi đi đụng mẹ đi. Mẹ tính mẹ. Mày đưa lại. Nhiều bò rồi anh lúc nào anh bè anh bè đó. Còn mày nãy giờ tôi đi không à? Không có đi không? Còn em phải quay vô quan điểm. Mấy quần này tao khỏi phát biểu cảm nghĩ mà làm gì? Giờ dẫn dân chọc vô mặt này á, chọc tới đụng quá đẻ thua luôn. Lém. Giờ uống cái gì này? Giờ uống cái gì à? Chọc mày mấy thua trước. Đẹp đẹp. Trong qua là trong cái bi da là nói chung là đừng có thấy đỏ mà tượng chín. À, đừng có thấy thân sang mà ngỡ xung về. Em phát biểu cảm nghĩ mà cái đội thắng này. Thì nói chung á là thằng em mà thằng em nó cứ tưởng tỏ ra là nó nguy hiểm nhưng mà thật chất là nó cũng không có nguy hiểm như mình tưởng. Tội nói em là thắng làm vua à, thua là làm chung tiền thua chung tiền quên không nhận nhập tấn gia hơi bực rồi nha không nói chung là vui này anh em vui quá các bạn tuyệt vời team ao trung cái câu tuyệt vời vậy rồi bây giờ anh em chưa 37 mà bữa sau uống đi kiểm đất giờ anh em mình sẽ đồ đánh kiểm đất rồi quần mày trốn với mày trốn ấy bưng ly lên cho trốn ấy đồ hề anh thân cho mượn 200 giờ đưa lại anh vợ rồi không mai em đưa lại cho con ai biết không có anh em con mẹ mày bữa sau mày quýnh không được mày biết mẹ 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 mày quýnh rồi mày quýnh anh em mày nói sâu nhưng mà tiền bạc thì phải tính sao uống khách ly nè sao mà sao không bếm nó đi nó không bao giờ nó mang tiền đâu anh em nắm đi ra du mình chia tiền cho nó đi em bây giờ lên ra bây giờ lên mấy đe rồi em đang từ chết như đó chú ý không bếm nó không mang tiền hả đúng vợ thì đâu rồi nó không trả tiền sao hey, không có tiền hả đưa anh hai xài đi ấy là thôi bây giờ lỡ video này luôn gỡ ghém ấy ý mình kia ý là anh em biết đi nói chuyện này anh em tới tâm sự đây anh em tâm sự đây không tâm sự gì đây anh em hết này anh em hết chia điều cho nó vui mình chuyện qua là mình anh em mà chia điều ấy vậy đó em phải mua đều gì vợ em vợ nó quấn em đâu về đây vô chơi phải cái đánh cái thua giờ phải chia điều đâu không bây giờ này là chỉnh cái đội thắng này bây giờ này năm anh em ông đừng quay mày đi ra sao tao trọng tài mà liên quan gì đâu dính dáng gì đâu ông đừng quen vợ luôn nó thấy nó chứng đưa mấy nãy giờ cậu bảy cũng uống thôi mình chia quần trâu lẹ đâu vậy đâu cậu nói vậy thôi cậu ra đây lấy năm mươi trứng gà vô đưa cho rồng vậy đâu trứng gà tao hết rồi không nếu như mà khó quá tao chưa anh em tính đi nha mai tao đưa lại vậy cũng hơi đoan anh đâu à, bây giờ sẵn cái video này á giờ hai đứa thắng này có gạo gắm gì con bé không bây giờ anh nói với con bé này không hai anh em tính nha ngay em đưa lại cho
Thảo giờ con gà ghém gì thằng bé không? Bây giờ anh thiệt cái bếp nè. Anh chúc mừng em đã ghép được một trung bếp. Có dần lý do tại sao chúng mình thì em tự suy nghĩ. Rồi xong. Đơn giản thế thôi. Người ta nói thắng làm vua thua làm giặc anh em. Bây giờ hiện tại bây giờ tụi nó thua rồi, giờ nó cãi lộn nhau quá rồi. Giờ nó thắng nha, là nó thắng là nó cười hớn hở, còn giờ nó thua nó làm giặc, giờ nó chữ lộn chí chí hết. Vãi đạn. Hử? Điền sáng. Hử? Không được có quay, có nghĩa là bây giờ là anh em tụi mình phải sống thiệt với bản thân mình, hiểu không? Thôi bây giờ lỡ cái kèo này á là em có thể gỡ gắm giùm cho anh vài lời để đến biết không? Không ngờ luôn. Giờ nói cho giờ sao? Giờ ông Lý giờ nó bỏ ra đi trước cái lái xe gì rồi mà ông Lý mình không có tính tiền sao được?